Đây là vườn mít Thái trên 3 năm tuổi, cây cao từ 3 đến 6 mét nha bà con. Hiện tại chúng tôi đang test thực tế cái súng phun xương cao áp Takeo TK3X. Bà con xem là máy có thể xịt lên tới được ngọn cây hay không và độ xương mịn ra như thế nào. Rất là tuyệt vời. Chỉ với một bình phun thuốc bằng điện, loại một bơm đơn giản bình thường có mặt trên thị trường, khi các bạn ráp thêm súng phun xương cao áp vào thì nó trở thành một cái máy phun cực kỳ mạnh mẽ, và nó có thể mạnh hơn cả dòng động cơ xăng, máy phun thuốc động cơ xăng bây giờ. Với chi phí một bình xịt điện cộng một súng phun xương cao áp chỉ có 1.250.000, rẻ bằng một nửa so với sử dụng động cơ xăng. Và điều đặc biệt là khi sử dụng bình xịt điện thì chúng ta cắm sạc chi phí rất là rẻ, còn khi chúng ta dùng động cơ xăng thì chi phí tiêu hao nguyên liệu rất là cao, và thời gian sử dụng lâu ngày thì máy động cơ xăng sẽ bào mòn, hỏng hóc, minh phụ kiện, thay thế rất là tốn kém. Còn với bình xịt điện thì máy rất là bền và rất ít hư hỏng hóc, và mỗi lần thay thế cực kỳ rẻ. Điều đặc biệt là súng phun xương Takeo TK3X được bảo hành chính hãng 18 tháng. Với riêng dòng súng phun xương cao áp TK3X này, giá bán chỉ có 450.000 đồng. Và kết hợp được với tất cả các loại bình xịt điện đang có mặt trên thị trường, loại một bơm, hai bơm đều sử dụng được. Khi các bạn kết hợp với này bình xịt điện hai bơm thì áp sẽ còn ra mạnh hơn rất là nhiều. Hiện tại thì chúng tôi đang test với lại bình xịt điện một bơm để cho bà con thấy là sức mạnh, độ phủ dạng xương của súng phun xương ra như thế nào. Cách vận hành cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ việc kết nối nguồn nước từ bình xịt điện vào và cắm nguồn điện từ bình ắc quy của bình xịt điện vào, bật công tắc và sử dụng. Rất là đơn giản.